Hi, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái dòng motor điện hiệu suất và bền bỉ đến từ nhà sản xuất Hyosung Hàn Quốc. Và đây là hai con motor điện có công suất là 1.5 kW với kiểu dáng chân đế và mặt bích. Về cái kiểu dáng chân đế thì được Hyosung họ quy ước cái mã là TEFC các bạn ha. Và cái mã mặt bích sẽ quy ước là mã TEF. Và nó sẽ tương đồng với những cái sản phẩm của những cái thương hiệu motor điện khác. Người ta có thể quy ước là B3 hoặc là B5. Tuy nhiên với Hyosung thì họ sẽ quy ước là TEFC là chân đế và TEF là mặt bích. Thì hai cái sản phẩm mình đang chuẩn bị cho các bạn ở đây là có công suất là 1.5 các bạn ha. Để cho các bạn dễ minh họa được cái dòng mặt bích thì mình để cái hướng lắp thường hay được lắp đặt theo cái phương như thế này các bạn ha. Tuy nhiên có thể lắp theo nhiều hướng khác nhau tùy vào cái nhu cầu và cái ứng dụng. Với cái mặt bích của chúng ta thì nó sẽ có một cái phần mặt như thế này. Này các bạn, phần mặt bích như thế này. Và với cái dòng motor điện mặt bích thì các bạn có thể kết nối thêm một cái hộp giảm tốc hoặc là một cái thiết bị khác qua cái phần mặt bích như thế này. Và motor điện chân đế của chúng ta thì nó sẽ có kiểu dáng như thế này ha. Thì đây là những cái thông tin cơ bản về cái motor điện chân đế và mặt bích. Và hầu như là nếu các bạn nào làm quen thuộc thì các bạn cũng quá hiểu rõ cái này rồi. Thì mình chia sẻ với các bạn về cái mã để các bạn có thể biết được với cái dòng Hyosung này thì họ quy ước cái mã như thế nào. Và đây là màu sắc và cái nhận diện về một cái con motor điện Hyosung các bạn ha. Nó có một cái màu xanh đặc trưng. Và các bạn thấy nè, với cái lớp vỏ bên ngoài của motor điện Hyosung thì nó được phủ thêm một cái lớp sơn urethan. Nó tạo cho cái bề mặt của motor điện có một cái bề mặt nhẵn bóng. Và quan trọng hơn hết là nó sẽ bảo vệ motor điện tốt hơn khi hoạt động ở môi trường bên ngoài. Và nó hạn chế cái việc hoen rỉ và làm hỏng cái lớp vỏ. Và mỗi một con motor điện Hyosung như thế này thì nó sẽ được phủ hai lớp sơn các bạn ha. Lớp ngoài cùng các bạn thấy đây là lớp sơn phủ urethan. Và bên trong nó có một cái lớp sơn lót. Và cái lớp sơn đó cộng với cái lớp sơn urethan này nó sẽ bảo vệ cái sản phẩm của chúng ta nó tốt hơn. Còn về bên trong của motor điện Hyosung thì được sản xuất qua một cái dây chuyền công nghệ tiên tiến. Họ áp dụng cái công nghệ Ultra Insulation trên motor điện Hyosung. Và điều này nó sẽ giúp cho motor điện có độ bền cao hơn so với những motor điện khác ở trên thị trường các bạn ha. Và ngoài ra những linh kiện ở bên trong motor điện Hyosung để làm cho motor điện Hyosung hoạt động hiệu suất hơn. Thì đồng thời các linh kiện bên trong phải được trang bị là những linh kiện đạt tiêu chuẩn và chất lượng cao. Như đồng hay là vòng bi được gắn trên con motor điện Hyosung như thế này. Còn về thông số kỹ thuật của motor điện Hyosung thì đây là dòng motor điện Hyosung có tốc độ vòng quay là trên 1400 thì nó sẽ tương đương với số cực là 4 cực các bạn ha. Công suất 1.5 4 cực. Và với cái dòng motor điện mà từ 5.5 kW trở xuống, vậy thì với cái con motor điện 1.5 của chúng ta đây thì nó sẽ hoạt động ở điện áp là 3 pha 220 trên 380V. Vậy thì khi các bạn đấu điện thì các bạn phải hết sức lưu ý giữa 3 pha 220 và 380 để chúng ta có thể điều chỉnh cái cầu điện cho nó phù hợp các bạn ha. Và cái thứ ba nữa là với motor này nó sẽ hoạt động ở tần số là 50Hz. Về chỉ số ampere thì theo như tem LED của sản phẩm thì các bạn thấy là sẽ thể hiện cho chúng ta là 6.7 trên 3.9 ampere. Còn về những cái chỉ số khác mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về cái tiêu chuẩn hoạt động liên tục thì với motor điện Hyosung thì nó đạt những cái tiêu chuẩn. Thì trong đây có một cái tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn quốc tế về cái khả năng hoạt động liên tục của motor điện. Thì nó thể hiện trên tem sản phẩm cho các bạn đó là tiêu chuẩn S1. Về cái vật liệu cách điện ở bên trong thì nó sẽ áp dụng cái class F các bạn ha. Thì lớp F thì nó sẽ có A, B, F và H. Thì cái lớp A là cái lớp thấp nhất và cái lớp F là cái lớp được sử dụng trên motor điện Hyosung. Thì nó cho thấy rằng với cái sự cách nhiệt của motor điện nó cao hơn. Và cái hệ số phục vụ của motor điện là 1.15 các bạn ha. Ngoài ra thì có một cái thông số ở đây cho các bạn biết được về cái tốc độ thực tế của motor điện Hyosung đó là 1420 vòng trên 1 phút với motor điện 4 cực. Rồi, ngoài ra những cái chỉ số phụ khác như các bạn có thể thấy là mã số của vòng bi trước và sau vẫn được thể hiện trên tem của các bạn. Và series ngày sản xuất và cân nặng của motor điện. Ngoài ra nó có hai cái sơ đồ đấu sao. Thì các bạn thấy là với cái tem của Hyosung như thế này, nó được in laser và cái phông chữ cũng như là cái màu chữ sẽ là màu đen và nó in trên một cái tem inox như thế này. Và thời gian thì nó sẽ rất là khó bay cái thông tin như thế này và các bạn có thể biết được về thông tin của sản phẩm. So với những một vài cái sản phẩm khác thì họ sử dụng cái chất liệu sơn hoặc là in laser nó không được bền á, thì chúng ta xài một thời gian bởi tác động bởi môi trường thì nó sẽ bị mất hết đi những cái thông số này. Và ngoài ra
Với cái phần đuôi của motor điện thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái tem, tem cảnh báo và tem tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra là có một cái mã QR code để chúng ta check thông tin. Thì đây là dòng motor điện Hyosung 4 cực với kiểu dáng chân đế là mã TEFC và mặt bích là TEF, công suất 1.5 kW. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video ngày hôm nay. Và ở video sau thì mình sẽ test xem cho các bạn xem cái motor điện của chúng ta nó vận hành như thế nào.